Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Linh sẽ tiếp tục sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm, đó là khuôn hàng rào. Thì các bạn ở khu vực ở miền Tây thì chắc là mới mẻ với bộ khuôn hàng rào này. Còn về khu vực ở miền Bắc và miền Trung thì các bạn đã làm khuôn hàng rào này rất là lâu rồi. Thì cái khuôn hàng rào này thì chúng tôi mới làm ra làm mẫu mới, và chúng tôi đã làm thành công cái loại khuôn hàng rào. Thì theo các bạn đã biết là khuôn hàng rào này là cao 1m2 và dài của nó là 2m2. Thì các bạn đã thấy chúng tôi đã đổ xong và chúng tôi đã ốp xuống. Chúng tôi hôm nay sẽ chỉ các bạn cái cách sơ để các bạn để cái cách tháo lắp khuôn hàng rào thôi. Thì bằng cách chúng ta để đứng lên cũng được và chúng ta để như thế cũng được, thì tùy theo các bạn có cách làm nào nó hay thì các bạn làm. Thì trường hợp mà cái khuôn chúng ta để đứng thì chúng ta cũng đập nhẹ nhẹ vào xung quanh cái thành của cái phần khuôn hàng rào này và chúng ta sẽ dỡ lên thì nó rất là cũng dễ. Nhưng cái mà chúng tôi làm thấy đơn giản hơn và dễ hơn rất là nhiều, đó là chúng ta sẽ làm xong chúng ta sẽ ốp xuống, gáo chúng ta sẽ ốp xuống và chúng ta sẽ dỗ xung quanh của nó và để cho nó hở ra và chúng ta bắt đầu dựng lên thôi. Thì cái gọi là chúng ta có một cái kỹ thuật nào mà chúng ta cảm thấy nó đơn giản thì chúng ta sẽ áp dụng cái đó vào trong cái công việc của mình. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng với tôi để tháo cái bộ khuôn gạo này ra ha các bạn. Chúng ta dùng cái búa gì? Chúng ta sẽ dùng cái búa nhựa, ta sẽ dỗ. Đa số thì khi mà nó xi măng nó ráo rồi, nó khô rồi thì chúng ta lấy ra rất là dễ. Chúng ta cứ dỗ như thế đều hết. Vì lý do là chúng tôi lúc nãy chúng tôi đã rõ rồi, rất là nhiều rồi, nên bây giờ chúng tôi chỉ làm lại cho các bạn xem cách gõ nó như thế nào thôi. Còn khi nãy trước khi chúng tôi quay video này thì chúng tôi đã gõ tất cả các cạnh xung quanh đó như thế đều giáp vòng. Bây giờ chúng ta bề dỡ ra. Rồi chỉ việc chúng ta chỉ làm lại những chỗ nào nó bị găng nứt hoặc là nó bị bể thôi, thì chúng ta làm lại bình thường các bạn ha. Chúng ta làm lại những cái chỗ mà nó bị nứt cái phần đít hoặc là những cái phần bụng vỡ chúng ta cạo lại thì nó đều ra hết. Lý do là khi dỡ lên cái này thì cái khuôn đã để lâu trong cái xi măng này rồi, hầu như nó muốn khô hết rồi. Thì các bạn thử xem về cái phần cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình thì nó đã gáo hết rồi. Gáo hết rồi.
Rồi các bạn thấy không? Nó ra cái phần rào đây rất là đẹp. Hàng rào này là hình thôi. Hàng rào hình thôi. Nó rất là đẹp. Khi chúng ta làm những cái công trình lớn, chúng ta đổ ra những cái này, chúng ta có thể bán cho những công trình, bán lẻ trên công trình thì rất là ok. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Khu Trồng Cảnh Nam Hùng. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống.